Phước xin mến chào toàn thể các bạn nha. Về Việt Nam năm 97 tới giờ á, gặp lại nè. Và bữa nay là anh Thân sẽ đến với kênh Hữu Quốc Kiên Giang. Anh Thân chào quý vị khán giả nha anh Thân. Anh Thân ở Việt Cộng qua bên đây thăm Việt Giang. Anh Thân qua bên Canada thăm anh Tấn. Anh Tấn hello với quý vị khán giả Hữu Quốc đi anh Tấn. Đó, hiện giờ là chúng tôi đang quay ở ngoài bến phà. Cảnh đẹp quá à. Lúc xe nó xuống cái rồi đây luôn. Hello.
about 600. Yeah, not too much. When you come, you will subscribe for me. Thank you. Hỏi mày bao nhiêu người đăng ký cho mày rồi? Khoảng 600 người à. Nó xin cái tên của YouTube. Mày cho nó tên rồi. Ở trong Caravan có hai nhỏ chạy theo cũng hỏi cái kinh. Nó thấy mình gắn camera quay kiểu này nó biết rồi, còn cầm điện thoại là nó không biết mình quay YouTube phải không? Nó thấy gì là biết rồi, chuyên nghiệp rồi. Quay bằng điện thoại là quay camera này đâu. Ừ, Việt Nam quay điện thoại không à. Nhưng mà nó có cái đồ quay á, chống rung á. Nó mua mấy cái đó gắn vô. Đây, 3 giờ. Đây, giờ chạy ra đó luôn. Ờ, mô tô đó quý vị. Đây là mô tô, nó chạy vòng xuống phà nha. Ở đây chạy luôn à, không xuống phà à. Vậy là mình đi hút quá trời rồi, phải mình đi quay trở lại mới được. Chạy hú con ca rồi. Hắn nó đây thôi à. Hú bạc nó xuống anh. Anh ngồi lại phía trước ngồi. Hello. Hello anh Hắn. Hola. À anh Hưng ngồi đằng sau ha. Ok. Giờ ngồi đằng trước. Đây cho mướn thuyền chèo luôn hả? Đây chèo hả? Lên xe về hả? Về à, đi rồi. Đây đâu đây? Chạy qua dốc cầu đi, đây nó bán dụng không? Quay đi.
Hello. Cầu rửa hay rửa tàu? Em bé rửa tàu cho mướn á. Ở đây làm dịch vụ này cũng có lý chứ hả? Ở Phú Quốc á, mình muốn ông Nhẫn cũng làm mấy cái chỗ như vậy nè. Ông có mướn đất sẵn rồi, mướn cái bãi biển á. Ừ. Có mướn rồi, mướn nhà nước rồi. Ừ. Mua mấy cái phi ở Việt Nam á làm mấy này nè. Thầy đó. Này hỏi thẳng cái dưới dạ cầu nó có chỗ xuống không được chứ. Vài tuần nữa về phải không? Vài tuần nữa rời khỏi Canada rồi. Bữa nay đi ra tính mướn cano chạy mà nó hết giờ rồi. Quá đẹp luôn, đẹp dữ lắm á. Còn cái cano nó lái qua lại mình đã. Bầu trời này uống cà phê nè, hấp vài cái hết rồi đó. Vô nha. Ồ, thằng nhỏ nó rửa tàu nè. Mấy chiếc này Việt Nam đặt làm cũng rẻ tiền mà ha ta. Rồi cũng thích không à. Hola hola, Hữu Phước xin mến chào toàn thể các bạn nha. Ok, bữa nay đi đi phạt ok không được, mình đi câu luôn nha quý vị. Đây cái đường đi xuống cái chỗ câu nè. Ok không?
về không? Cái này là tóm nhỏ hơn. Nó vô luôn cái gì? Nó hát còn chị nữa chứ. Còn chị á.